Lam Trường hé lộ về bà xã, vợ có thể tùy ý tiêu tiền của tôi. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, ca sĩ Lam Trường gặp gỡ và sánh duyên cùng Yến Phương vào năm 2014. Từ đó đến nay, cuộc sống của cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Lam Trường cho biết, anh và bà xã đang ở giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Với anh, vợ là người chu đáo, tinh tế, luôn hiểu cho công việc của chồng. Chính vì thế mà thời gian bên nhau, vợ chồng anh luôn có những khoảnh khắc vui vẻ. Chúng tôi có cùng sở thích du lịch nên đi khắp nơi. Có những lúc không có kế hoạch trước, cuối tuần hai vợ chồng đặt vé, mua bánh trái, cùng lái xe, nghe nhạc. Chúng tôi luôn hiểu và dành thời gian cho nhau, Lam Trường kể. Ca sĩ 80 khẳng định, việc chênh lệch tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề giữa anh và vợ, bởi ngày nay, chuyện yêu đương lệch tuổi không phải là điều quan trọng. Với Lam Trường, vẻ ngoài chỉ là phụ, quan trọng là hai vợ chồng có thể nói chuyện với nhau, chia sẻ và đồng hành cùng nhau. Anh giải bày, tôi có những người bạn lệch 24 tuổi nữa kìa. May mắn là chúng tôi đứng bên cạnh nhau cũng hợp nhãn, bởi hình thức và cách nói chuyện của tôi trẻ trung. Thêm nữa, vợ tôi lại có suy nghĩ chững chạc so với tuổi. Không giống với nhiều nghệ sĩ khác là vợ làm quản lý cho chồng, Lam Trường và bà xã có hướng đi riêng trong công việc. Giọng ca Tình Thôi Xót Xa cho biết đây cũng là điều khiến anh thấy yên tâm, vì Yến Phương có cuộc sống, sự nghiệp của bản thân, không vì anh mà đánh rơi hoài bão. Yến Phương độc lập, không tham gia vào hoạt động nghệ thuật của tôi. Về vấn đề tài chính, ca sĩ 70 thừa nhận bản thân kiếm được nhiều tiền và tiền vẫn nằm trong tài khoản của anh. Song, anh luôn công khai thông tin tài khoản với vợ, thậm chí anh còn đưa thẻ đen của mình cho vợ ăn vặt. Vợ có thể thoải mái sử dụng tài sản của tôi bất cứ lúc nào, không cần phải hỏi ý tôi. Tôi còn muốn lo cho vợ nhiều hơn như thế nữa kìa, Lam Trường khẳng định. Lam Trường cũng chia sẻ thêm, anh biết bà xã thích được tặng quà, nhưng đôi lúc do việc biểu diễn bận rộn, anh sẽ nhờ vợ giữ tài khoản của mình và tự mua quà. Với Lam Trường, vợ chồng là phải tin tưởng, dựa dẫm, thương yêu và thông cảm cho nhau. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.